Bao nhiêu tiền cân đấy? 10.000 thôi ạ. Thế là thịt bông bà lấy quả rồi bà lấy bằng này thôi.
Đậm đà của em có của chúng tôi gồm 1 triệu đồng tiền mặt và quà trị giá 200. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Em được có mỗi 2 bạc mà thôi, nhưng không sai được. Em uống được vào cho tiền là đủ. 8 năm rồi. Vẫn cứ gửi cả mấy chỗ có bán không? Mỗi ngày nick được 3 quả, 4 quả thôi. Quả này non mà, con ấy.